Thiện hiện thế nào là đại Bồ Tát biết như thật về tướng của hành khi thực hành Bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Đó là lúc thực hành Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát biết như thật là hành giống cây chuối, lột bỏ từng bẹ ra thì không tìm được cái lõi. Đó gọi là đại Bồ Tát biết như thật về tướng của hành khi thực hành Bát nhã Ba la mật đa sâu xa thiện hiện thế nào là đại bồ tát biết như thật về sự sanh diệt của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát biết như thật là lúc sanh hành không từ đâu đến khi diệt cũng không đi về đâu tuy không đến không đi nhưng tương ưng với sanh diệt đó gọi là đại bồ tát biết như thật về sự sanh diệt của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thiện hiện thế nào là đại bồ tát biết như thật về chân như của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát biết như thật chân như của hành không sanh không diệt không đến không đi không nhiễm không tịnh không tăng không giảm tánh thường nhất như, không hư vọng không biến đổi nên gọi là chân như. Đó là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thiện hiện thế nào là đại bồ tát biết như thật về tướng của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát biết rõ như thật thức như các việc ảo thuật do các duyên hòa hợp giả tạo mà có chẳng thể nắm bắt giống như nhà ảo thuật cùng các học trò của ông ta hóa làm bốn loại quân ở ngã tư đường đó là quân voi quân ngựa quân xe quân bộ hoặc lại làm tướng của các sắc loại khác, tuy giống như có nhưng không có thật. Tức cũng như vậy thật sự không thể nắm bắt, đó gọi là Đại Bồ Tát biết như thật về tướng của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện thế nào là Đại Bồ Tát biết rõ như thật về sự sanh diệt của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát biết như thật lúc sanh thức không từ đâu đến khi diệt cũng không đi về đâu tuy không đến không đi nhưng tương ưng với sanh diệt đó là đại bồ tát biết như thật về sự sanh diệt của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thiện hiện thế nào là đại bồ tát biết như thật về chất như của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát biết như thật thật chân như của thức không sanh không diệt không đến không đi không nhiễm không tịnh không tăng không giảm tánh thường nhất như không hư vọng không biến đổi nên gọi là chân như đó là đại bồ tát biết như thật về chân như của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy thì có thể học sắc quần cho đến thức quần cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn xứ cho đến ý xứ phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật về nhãn xứ tự tánh không của nhãn xứ cho đến biết như thật về ý xứ tự tánh không của ý xứ vì tự tánh của nội xứ là bất khả đắc thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn xứ cho đến ý xứ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học sắc xứ cho đến pháp xứ. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về sắc xứ và tự tánh không của sắc xứ cho đến pháp xứ và tự tánh không của pháp xứ, vì tự tánh của ngoại xứ là bất khả đắc. Thì này thiện hiện đó là đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học sắc xứ cho đến pháp xứ. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật: Thế nào là đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học nhãn giới cho đến ý giới? Phật bảo thiện hiện: Lúc thực hành bát nhã Ba-la-mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào biết như thật về nhãn giới và tự tánh không của nhãn giới cho đến ý giới và tự tánh không của ý giới, thì này thiện hiện đó là đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn giới cho đến ý giới cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học sắc giới cho đến pháp giới Phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật về sắc giới, tự tánh không của sắc giới cho đến pháp giới và tự tánh không của pháp giới thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học sắc giới cho đến pháp giới cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật về nhãn thức giới và tự tánh không của nhãn thức giới cho đến ý thức giới và tự tánh không của ý thức giới thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn thức giới cho đến ý thức giới cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn xúc cho đến ý xúc phật bảo thiện hiện Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào biết như thật về nhãn xúc, tự tánh không của nhãn xúc cho đến ý xúc và tự tánh không của ý xúc, thì này thiện hiện đó là đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học nhãn xúc cho đến ý xúc. Cụ thọ thiện hiện đại bạch Phật, thế nào là đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra phật bảo thiện hiện Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào biết như thật về các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tự tánh không của các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tự tánh không của các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, thì này thiện hiện đó là đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học địa giới cho đến thức giới. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về địa giới, tự tánh không của địa giới cho đến thức giới và tự tánh không của thức giới. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát này, cũng có thể học địa giới cho đến thức giới cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhân duyên cho đến tăng thượng duyên phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật nhân duyên là tướng trùng tử đẳng vô gián duyên là tướng khai phát sở duyên duyên là tướng nắm giữ tăng thượng duyên là tướng không ngăn ngại tự tánh vốn không xa lìa hai phép này thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học các pháp do nhân duyên sanh ra. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết tất cả các pháp do nhân duyên sanh ra, không sanh không diệt, không đoạn không thường, không một không khác, không đến không đi, dứt các hí luận, bản tánh lặng lẽ, thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học các pháp do nhân duyên sanh ra cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học vô minh cho đến lão tử phật bảo thiện hiện Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào biết như thật, vô minh cho đến lão tử, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp này, thì này thiện hiện. Đó là đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học vô minh cho đến lão tử. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học pháp nội không cho đến vô tính tự tính không. Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật pháp nội không cho đến vô tính tự tính không đều không có tự tánh, hoàn toàn bất khả đắc nhưng có thể an trụ. Thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đều không hí luận, hoàn toàn không phân biệt mà có thể an trụ. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học thành đế khổ tập diệt đạo, Phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào biết như thật, khổ là tướng chèn ép, tập là tướng sanh khỏi, diệt là tướng vắng lặng, đạo là tướng xuất ly, tự tánh rỗng không, xa lìa hai pháp, là chân lý chắc thật của Bậc Thánh. Khổ tập diệt đạo tức là chân như, chân như tức là khổ tập diệt đạo không hai không pháp, chỉ có bậc thánh chân tránh mới có thể biết như thật thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học thành đế khổ tập diệt đạo cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không tự tánh và bất khả đắc nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học Bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện đại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc phật bảo thiện hiện Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không tự tánh và bất khả đắc, nhưng có thể tu tập, thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Phật bảo thiện hiện, Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh và bất khả đắc, nhưng có thể tu tập, thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cụ thọ thiệt hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học tám giải thoát cho đến mười biến xứ phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật tám giải thoát cho đến mười biến xứ không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh và bất khả đắc nhưng có thể tu tập Thể này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học tám giải thoát cho đến mười biến xứ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học cực hỷ địa cho đến Pháp Vân Địa. Phật bảo thiện hiện, Đức thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào biết như thật, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh và bất khả đắc. Nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát, có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc. Nhưng có thể tu tập, thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Điệp, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học năm loại mắt sáu phép thần thông phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật năm loại mắt sáu phép thần thông không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không tự tánh bất khả đắc nhưng có thể tu tập thế này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học năm loại mắt sáu phép thần thông cụ thọ thiện hiện lại bạch phật Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh bất khả đắc nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không tự tánh bất khả đắc nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không tự tánh bất khả đắc mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học thành thục hữu tình trang nghiêm cõi phật phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật việc thành thục hữu tình trang nghiêm cõi phật không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không tự tánh và bất khả đắc nhưng có thể tu tập thể này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học thành thục hữu tình trang nghiêm cõi phật cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học vô lượng vô biên phật pháp khác phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào biết như thật vô lượng vô biên phật pháp khác không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không tự tánh bất khả đắc nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học vô lượng vô biên phật pháp khác Bây giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu đại Bồ Tát biết rõ như thật các pháp như sắc vân vân đều sai khác, nhưng không có đẫn lộn nhau, thì há chẳng phải là dùng sắc cho đến thức phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng nhãn xứ cho đến ý xứ phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng sắc xứ cho đến pháp xứ phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng, phá giới phải là dùng nhãn giới cho đến ý giới phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng dùng sắc giới cho đến pháp giới phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng nhãn thức giới cho đến ý thức giới phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng nhãn xúc cho đến ý xúc phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng địa giới cho đến thức giới phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng nhân duyên cho đến tăng thượng duyên phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng các pháp do nhân duyên sanh ra, phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng vô minh cho đến lão tử phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng pháp nội không cho đến vô tính tự tính không phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng thánh đế khổ tập diệt đạo phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa phá hoại pháp giới sao? há chẳng phải là dùng bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng bốn niệm trụ cho đến thám chi thánh đạo phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng tịnh quán địa cho đến như lai địa phá hoại pháp giới sao Há chẳng phải là dùng cực hỷ địa cho đến pháp vân địa phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng năm loại mắt sáu phép thần thông phá hoại pháp giới sao? há chẳng phải là dùng mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng pháp công quên mất tánh luôn luôn giả phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng quả dự lưu cho đến độc giác Bồ đề phá hoại pháp giới sao há chẳng phải là dùng tất cả các hạnh của đại bồ tát phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng trí nhất thiết trí phá hoại pháp giới sao? Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì pháp giới không hai, không sai khác. Phật bảo thiện hiện, nếu lìa pháp giới mà có pháp khác có thể nắm bắt, có thể nói, thì pháp ấy có thể phá hoại pháp giới. Nhưng vì lìa pháp giới thì không có pháp nào có thể nắm bắt được, nên không có pháp nào khác có thể phá hoại pháp giới. Vì sao vì chư Phật Bồ Tát độc giác thanh văn biết liền pháp giới thì không có pháp nào có thể nắm bắt được, đã biết không pháp nào có thể lìa pháp giới thì cũng không có thể tạo dựng giảng nói cho người khác. Thế nên thiện hiện lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát phải học tướng không hai không khác, không thể phá hoại của pháp giới. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật, đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì phải học gì? phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào muốn học pháp giới thì phải học tất cả pháp vì sao thiện hiện vì tất cả pháp đều nhập vào pháp giới cụ thọ thiện hiện lại bạch phật vì sao nói tất cả pháp đều nhập vào pháp giới phật bảo thiện hiện dù Phật xuất thế hay Phật không xuất thế thì các Pháp vốn là Pháp như vậy, đều nhập vào Pháp giới, không có tướng sai khác, không phải do Phật nói. Vì sao thiện hiện, hoặc Pháp lành, Pháp ác, hoặc Pháp hữu ký, Pháp vô ký, hoặc Pháp hữu lậu, Pháp vô lậu, hoặc Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian, hoặc Pháp hữu vi, Pháp vô vi, tất cả Pháp như vậy đều nhập vào Pháp giới vô tướng, vô vi, tánh không. Vì thế này thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì phải học tất cả các pháp, nếu học tất cả pháp tức là học pháp giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật nếu tất cả Pháp đều nhập vào Pháp giới không hai không khác thì các đại Bồ Tát vì sao phải học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa? Vì sao phải học tịnh lự đầu tiên cho đến tịnh lự thứ tư? Vì sao phải học từ vô lượng cho đến xả vô lượng? vì sao phải học định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ vì sao phải học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo vì sao phải học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vì sao phải học tám giải thoát cho đến mười biến xứ vì sao phải học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa vì sao phải học tất cả pháp môn đả la ni pháp môn tam ma địa vì sao phải học pháp nội không cho đến vô tính tự tính không vì sao phải học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ? Vì sao phải học thánh đế khổ tập diệt đạo? vì sao phải học năm loại mắt sáu phép thần thông vì sao phải học mười lực như lai cho đến mười tám pháp vật bất cộng vì sao phải học pháp không quên mất tánh luôn luôn giả vì sao phải học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì sao phải học viên mãn ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ vì sao phải học viên mãn các dòng họ lớn như sát đế lợi bà la môn trường giả cư sĩ vì sao phải học viên mãn trời tứ đại thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại vì sao phải viên mãn trời phạm chúng cho đến trời quảng quả? Vì sao phải học viên mãn pháp trời tịnh cư nhưng không thích xanh vẻ cõi ấy? Vì sao phải học pháp trời không vô biên xứ cho đến pháp trời phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng không thích xanh vẻ cõi ấy? Vì sao phải học phát Bồ đề tâm thứ nhất cho đến phát Bồ đề tâm thứ mười? vì sao phải học chứng đắc tránh tánh ly xanh của bồ tát vì sao phải học địa vị của tất cả thanh văn độc giác mà không tác chứng vì sao phải học thành thục hữu tình trang nghiêm cõi phật vì sao phải học các đà la ni và vô ngại biện vì sao phải học tất cả đại bồ tát đạo và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của phật sau khi đã học như vậy biết tất cả pháp tất cả các loại tướng vị ấy mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí bạch thế tôn chẳng phải trong pháp giới có các loại phân biệt như vậy chắc là không có các đại bồ tát do việc phân biệt này nên điên đảo phát sanh các khí luận ở nơi không khí luận vì sao vì trong chân pháp giới hoàn toàn không có việc khí luận phân biệt Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lìa sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức chính là Pháp giới, Pháp giới tức là sắc thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng chẳng lìa nhãn xứ cho đến ý xứ. Nhãn xứ cho đến ý xứ chính là Pháp giới, Pháp giới tức là nhãn xứ cho đến ý xứ. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải sắc xứ cho đến Pháp xứ, cũng chẳng lìa sắc xứ cho đến Pháp xứ. Sắc xứ cho đến pháp xứ chính là pháp giới, pháp giới chính là sắc xứ cho đến pháp xứ. Bạch Thế Tôn pháp giới chẳng phải nhãn giới cho đến ý giới, cũng chẳng lìa nhãn giới cho đến ý giới. Nhãn giới cho đến ý giới chính là pháp giới, pháp giới tức là nhãn giới cho đến ý giới. Bạch Thế Tôn pháp giới chẳng phải sắc giới cho đến pháp giới, chẳng lìa sắc giới cho đến pháp giới. Sắc giới cho đến pháp giới chính là pháp giới, pháp giới chính là